nay tối nhỉ? Chúng mày đừng cho tay vào túi áo sâu quá, nó trễ cái áo đúng rất là xấu. Nghe chưa? Ấm nhở. Cái mặt này không muốn cởi cái này. Mặc về luôn chị Hương nhá. No. Bắt đầu nào. Rồi ok, thì Dương và Thủy Vân xin chào tất cả chị Hương miền Nam xem livestream của em. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em, mình cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái icon bất kỳ gì đó để bên em biết rằng là các chị yêu mình đang theo dõi chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay bên em có cơ hội gọi tên và chào hỏi tất cả các chị này. Đấy, mình cùng tương tác với nhau nào. Hiện tại Facebook đang siết tương tác này và ẩn comment rất là nhiều đúng không ạ? Và vậy nên là các chị yêu nào mà mình ngày hôm nay đang xem một livestream của em thì mình đừng để mình bị ẩn comment nhá. Ngày hôm nay Double T Shop bên em mang ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị và nhiều điều đặc biệt này. Đó là một chương trình xả áo phao với giá 80k. Đấy, và ngày hôm nay giả áo phao với giá 90k này. Ngày hôm nay này, để mình tham gia chương trình này thì mình đừng để, đầu tiên là mình đừng để mình bị ẩn comment nhá. Và trước khi mình vào chương trình này thì em nhờ các tình yêu mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, đường truyền bên em đã ổn định chưa nào? Nếu ổn định rồi mọi người comment tại đây duyên là đã ok, hoặc là rất rõ, hoặc là ổn định, để bên em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái livestream thật là tuyệt vời nhất được không ạ? Còn nếu ví dụ như âm thanh này, ánh sáng, đường truyền nó không ổn định này, nó mắc phải lỗi âm thanh nghe không rõ, đường truyền nó không được rõ nét, mọi người comment tại đây để em khắc phục, em mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt nhất nha. Rồi ok rồi shop, thì bây giờ thì Dương xin cảm ơn tất cả cái feedback của các chị yêu. Vậy thì bây giờ em không làm mất nhiều cái thời gian của các chị yêu nữa. Bây giờ mình bắt đầu vào một chương trình xả áo phao toàn bộ với giá 90k đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay 90k mình mua được gì nào? Em xin phép xin 30 giây để giới thiệu về sản phẩm hiện tại Thủy Dương và Thủy Vân đang mặc đấy ạ. Một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu Đại Hàn này, cao cấp này. Đấy, được thiết kế là form dáng rộng các chị yêu nhá. Thiết kế là phong cách Hàn Quốc này. Đấy, form dáng rất rộng. Điểm nhấn của chúng ta đó là một cái phần mũ lông này. Mũ lông được phối sắc màu là một hot trend của năm nay đúng không ạ? Đấy, nhìn rất là cá tính này. Đấy, phần túi này rất là sâu này. Đấy, một phong cách này, tay này được bo chu này. Đấy, không sợ gió lùa đúng nào. Rồi ngày hôm nay với 90k mình dinh được một sản phẩm phao trần bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp này. Bên em có đầy đủ 5 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này. Màu hồng đất như Thùy Dương đang mặc này, màu trắng sữa như Thùy Vân đang mặc này. Đấy, màu đỏ này. Đấy, một tông màu đỏ rất là nổi bật này. Màu nâu này, màu nâu này là màu nâu đất nhá. Đấy, và một màu đen nữa này. Đấy, màu đen nữa này. 5 tông màu cho các chị yêu này. 5 màu luôn các chị ơi. Nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em. À, màu xanh rêu nữa. Thế là bao nhiêu? 6 màu nha. Rồi ngày hôm nay 6 tông màu cho các chị yêu mình cùng lựa chọn. Hồng đất này, đỏ này, trắng kem này, rêu này, nâu đất và một màu đen các chị yêu nhá. Rồi bây giờ thì Dương chuẩn bị đưa ra cú pháp và luật chơi của chương trình này đây ạ. Cú pháp đặt hàng là 90k kèm màu kèm số điện thoại và chia sẻ cho em 15 lần các chị yêu nhá. Chia sẻ cho em 15 lần này, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai. 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm, hội trợ, hội buôn bán lớn công khai cho em. Đó chính là điều kiện này. Ngày hôm nay với 15 lần chia sẻ, mình dinh được một sản phẩm phao hàng Quảng Châu Đại Hàn cao cấp đúng nào. Và bên em có đủ size cho người từ 45 cho đến 70kg cho mình lựa chọn này. Đấy, có size M, size L và size XL cho chị yêu từ 45 đến 70kg mình mặc ok cho em. Bởi vì form dáng nó là form dáng rộng này. Đấy, rồi ok, cú phát đặt hàng đã có rồi đúng nào. 90k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm, hội trợ, hội buôn bán lớn công khai cho em. Đấy, để mình được để mình được dinh với mức giá là 90k đúng nào. Rồi cuộc chơi nào cũng có luật chơi này, có qua có lại mới toại lòng nhau. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào, nhớ là chia sẻ đúng đủ vào đây comment 90k kèm màu, càng comment nhiều thì ngày hôm nay này phần quà về tay chúng ta càng lớn này. Đấy, nên nếu mà bởi vì sao, bởi vì bây giờ hiện tại Facebook đã ẩn comment rất là nhiều. Chiêu nào mà mình chia sẻ đúng đủ rồi, mình vào đây comment có 1-2 lần rồi mình đợi này. Đấy, thì có phải là nhớ may cái comment đấy của mình nó bị ẩn thì có phải là quá đáng tiếc đúng nào? Mà ngày hôm nay chị yêu nào mà được gọi tên mà lại không chia sẻ đủ thì tự mình đánh mất quyền lợi của chính mình đúng nào. Rồi 90k kèm màu kèm số điện thoại cho em nào, với 15 lần chia sẻ các chị yêu nhá.
Đúng rồi, 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần cái tình yêu nhá. Thứ nhất là mình phải đúng cú pháp này, đừng để lại mỗi 90k, đừng để lại mỗi màu, đừng để lại mỗi số điện thoại hoặc để lại là cho chị cái này cái kia thì chắc chắn là không lên đơn hàng rồi. Đúng cú pháp cho em nhá. 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo các chị yêu chia sẻ đủ cho em 15 lần nhá. Đấy, nếu chị yêu nào mà ngày hôm nay không chia sẻ đủ chắc chắn là mình không được lên đơn đâu ạ. Một em áo phao hàng Quảng Châu quá là đẹp, quá là xinh, quá là cá tính như thế này, với mức giá 90k thì còn gì lời hơn đúng không ạ? Nhanh tay chia sẻ đủ và nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nào. 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Ngày hôm nay 6 tông màu cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ. Màu hồng đất này, màu trắng kem này, màu đỏ này đúng không ạ? Màu xanh rêu này, đấy, màu nâu này và màu đen này, đấy, rất là nhiều màu luôn. Kèm cho các chị một cái cổ lông, mũ lông rất là to luôn này. Đấy, lông sắc màu là hot trend của năm nay luôn các chị yêu nhá. Hàng mới về tại shop em luôn đấy ạ. Đấy, điểm nhấn ở hai bên chiếc túi này còn có một cái chiếc dây này rất là cá tính. Đây là cái dáng phao béo mặc đại hàn rất là ok. Mặc cái này thời tiết như này quá là tuyệt vời luôn các chị ạ, ấm từ đầu đến chân. Rồi các chị ơi, thời tiết bây giờ nó đang quá là lạnh rồi, nhiệt độ dưới 10 độ C kèm theo mưa, kèm theo rét như thế này, bắt buộc phải mặc một em áo phao như thế này mới chịu được nhiệt các chị yêu nhé. Không là ra đường không thể nào chịu được đúng không ạ? Đó, nhanh tay cho em săn ngày hôm nay, mức giá chỉ có 90k thôi ạ. Comment cho em nào, 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nha. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nha. Cú pháp đã có rồi, nhanh tay giúp em là 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại là dinh ngay một chiếc áo phao em đang mặc trên người chỉ với giá 90k thôi. Đừng chừng chừ giúp em nha, 15 lần chia sẻ thôi nào. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 13 lần trên các hội nhóm công khai. Rồi vào đây comment theo đúng cú pháp cho em. Hôm nay nha mọi người, comment cho em càng nhiều thì cơ hội trúng của mọi người càng cao đúng không nào. Nhớ đâu em gọi tên của chị nào đấy là phần quà hôm nay trúng được mua một chiếc áo phao đang mặc 90k mà chia sẻ không đủ cho em thì rất là đáng tiếc đúng không nào. Nên là nhớ là phải chia sẻ đủ cho em. Rồi phải comment theo đúng cú pháp, ok chưa nào? Đúng 90k rồi. 90k kèm màu, kèm số điện thoại nha. Chính xác luôn, ngày hôm nay chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi và hiện tại đã là 7 phút rồi các chị ơi. 7 phút rồi, sắp hết thời gian rồi. Còn chị yêu nào muốn dinh phao thì nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp. 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nha. Rồi các chị ơi, đúng rồi đấy, cơ hội chỉ đến duy nhất trong 10 phút đầu là thôi. Nên chị yêu nào mà ngày hôm nay mình đang xem livestream của em, mình rủ anh chị em bạn bè vào đây cùng tham gia live với em. Comment đúng cú pháp cho em này, 90k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 15 lần. Ngày hôm nay chỉ trong 10 phút đầu live và hiện giờ chỉ còn gần 3 phút nữa, gần 3 phút cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa comment cho em và chưa chia sẻ cho em này. Nhớ là mình hãng chia sẻ đủ rồi mình hãng vào đây comment để tránh này, khi mà bên em gọi tên rồi này mà mình lại không chia sẻ đủ như vậy quá đáng tiếc đúng nào. Rồi ok, 90k kèm màu, kèm số điện thoại, hiện giờ bây giờ đang là 8 phút rồi, còn 2 phút duy nhất, 2 phút cuối cùng cho chị yêu nào chưa comment, chưa chia sẻ cho em này, ngay lập tức vào đây chia sẻ, vào đây comment cho em 90k kèm màu, kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công được không ạ? Rồi ngày hôm nay không phải là một chị yêu may mắn được mua với giá là 90k, mà ngày hôm nay là có đến 3 chị yêu may mắn được mua với giá là 90k cơ. Cơ hội cũng là ngang bằng nhau đúng nào. Ngày hôm nay luật chơi bên em là gì? Lướt trực tiếp trên máy đang phát livestream, chọn và ghi bình luận của chị yêu nào mà ngày hôm nay may mắn được mua với giá 90k các chị yêu nhé. Đấy, cơ hội là ngang bằng như nhau. Vậy thì mình cũng có cơ hội đúng nào. Còn chần chờ gì nữa, chia sẻ cho em 15 lần. Vào đây comment nào, 90k kèm màu, kèm số điện thoại nào. Hiện tại em đang thấy rất là nhiều chị để sai cú pháp nhá. Và cũng rất là nhiều chị đang bị ẩn comment đấy các chị ơi. Khi mà lâu ngày chúng ta không tương tác với nhau, hoặc là khi mà cái lượng comment nó nảy lên một lúc quá là nhiều, thì Facebook họ sẽ không hiển thị tất cả các comment của mọi người đâu ạ. Và nó sẽ ẩn comment một cách ngẫu nhiên đúng không ạ? Ẩn comment rất là nhiều luôn này. Lắm khi các chị cứ bảo là ồ em ơi em không nhìn thấy chị à, em không chốt cho chị à, em có nhìn thấy comment của chị đâu mà em chốt đúng không ạ? Vậy thì hôm nay để tránh tình trạng bị ẩn comment rất là lãng phí không lên được đơn hàng, mình chia sẻ đủ cho em để Facebook họ đánh giá là chúng ta tương tác với nhau này. Và thứ hai, mình comment cho em nhiều lần lên một chút, chứ comment một lần hai lần thì cái tỷ lệ bị ẩn nó rất là cao luôn các chị ơi. Nhanh tay cho em nào, comment cho em nhé, 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, đúng cú pháp và chia sẻ đủ cho em ngày hôm nay mình mới được dinh quà nha. Rồi bây giờ hiện tại là 9 phút 20 giây rồi, còn 40 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa có cơ hội comment tại đây, quay ra chia sẻ vào đây comment cho em 90k kèm màu, kèm số điện thoại. Chỉ cần chia sẻ đúng đủ này, chụp ảnh lại màn hình, một lát nữa bên em check inbox này, đúng đủ lượt chia sẻ bên em bán với giá 90k đúng nào. Rồi nhanh tay nào, 30 giây cuối cùng thôi các chị ơi. 30 giây cuối cùng trôi qua rất là nhanh, nên chị yêu nào mà mình bây giờ mới vào xem livestream, mình chia sẻ cho em 15 lần vào đây comment 90k kèm màu, kèm số điện thoại nào để mình lên đơn hàng thành công các chị yêu này. Ngày hôm nay này,
đấy, cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong livestream này thôi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa đúng nào? Một sản phẩm áo phao đại Hàn Quảng Châu cao cấp này, đấy, rất là dày dặn như vậy này. Với cái thời tiết như vậy, mình mặc cho em cái áo phao này, em bất chấp mọi loại gió mùa luôn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, với 90k, nhanh tay nào, 90k kèm màu, kèm số lại, kèm chia sẻ cho em 15 lần các chị ơi nhá. Đúng rồi nào, hiện tại đã là 10 phút rồi các chị ơi. Đã là 10 phút rồi, em bắt đầu sẽ chọn nha. Cái quy luật chơi của bên em đó là ngày hôm nay này, các chị chia sẻ đủ cho em 15 lần. Sau đó các chị vào đây các chị comment cho em là 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Sau đó bên em sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát live stream và sẽ ghim trực tiếp bình luận của chị yêu nào ngày hôm nay được quà các chị yêu nha. Bây giờ Thùy Dương sẽ lướt và bắt đầu chọn chị đầu tiên các chị yêu nha. Rồi ok, Thùy Dương đang lướt rất nhiệt tình đấy ạ. Bây giờ nha, em dừng rồi đây. Ok, nhìn thấy comment của chị yêu nào đây nào. Rồi chị Nguyễn Thị Hoa đúng nào, 90k màu đỏ đấy ạ. Rồi xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoa, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ, đúng đủ bán với giá 90k, không đúng không đủ em hủy ngay lập tức đúng nào. Cuộc chơi nào mình cũng phải tuân thủ luật chơi thì mới là người chiến thắng nha. Đúng rồi, ok này. Nào, chị yêu nào muốn như chị Hoa nào, chị yêu nào muốn dinh áo 90k chị Hoa, nhanh tay comment cho em 90k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần các tình yêu nha. Rồi ok, tiếp tục em dừng ở comment của chị yêu nào họ Nguyễn này, đấy. Chị yêu nào mình họ Nguyễn mình đã biết là mình chưa nào. Rồi ok, chị Nguyễn Anh hay là Nguyễn Ánh gì đây nào. 90k màu đen này, 033 này, 382848 đúng nào. Rồi xin chúc mừng Nguyễn Anh, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ, đúng đủ bán với giá là 90k nha. Các chị yêu nhớ là mình phải chụp ảnh số lượt chia sẻ để chứng minh cho bên em là mình đã chia sẻ đủ nhá. Nếu mà ngày hôm nay bên em check inbox này mà không chứng minh được là mình chia sẻ đúng và đủ 15 lần là bên em không chấp nhận lý do đó và hủy ngay phần quà ngay lập tức đấy đúng không nào. Đấy, rồi ok này, bây giờ em bắt đầu tiếp tục đây ạ. Còn cơ hội duy nhất 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình comment nhiệt tình lên. Đấy, em để dành cho các chị yêu 5 giây cuối cùng nha. Đấy, để em bắt đầu lại lướt này, chọn một chị yêu cuối cùng được gọi tên thôi. Vậy vậy nếu chị yêu nào mình muốn là bản thân của mình thì nhanh tay comment nào. Rồi ok, bây giờ thì Dương đang lướt đây ạ. Đấy, rồi ok, em nhìn thấy comment của chị yêu này đây ạ. Rồi ok, chị Thủy Anh đúng nào, 90k màu gel này, 0947 này, 34 này, 622. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thủy, Thủy Anh này. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ, không đúng không đủ làm hồi quy luôn phần quà này, mà đúng mà đủ thì bên em bán với giá 90k, không có gì hết đúng nào. Rồi ngày hôm nay chị yêu nào mình chưa mua được với giá 90k mình cũng đừng buồn đúng không nào. Đấy, mình cứ theo dõi fanpage bên em, bật chế độ xem trước này. Đấy, để khi mà ngày mai, ngày kia này, đấy, bên em có tổ chức mini game, có tổ chức chương trình gì, mình vào tham gia, ngày hôm nay không nhận được, ngày mai, ngày kia sẽ nhận được đúng nào. Rồi ok, chị yêu nào ngày hôm nay chưa mua được với giá 90k, mình ở lại live với em này, em xả giá gốc cho các chị yêu luôn. Đấy, ngày hôm nay xả giá gốc cho các chị yêu, đúng mà rồi. Ngày hôm nay mình đang xem xả giá gốc cho các chị yêu luôn. Thời tiết bây giờ đang rất là lạnh rồi đúng không ạ? Và bên em mới cập bến một cái mẫu phao hàng Quảng Châu cao cấp này. Đó, với cái thiết kế phao này là phao béo các chị yêu nha. Phao béo form rộng này với điểm nhấn của em nó chính là cái phần cổ mũ lông ba đa sắc màu này. Một cái hot trend của năm nay đúng không ạ? Đó, và form rất là rộng rãi, ngoài ra trần bông siêu dày siêu ấm cho em. Loại này đi đường thì quá là đẹp luôn, đi chơi Sapa thì cũng cực kỳ là ok luôn nhá. Phao trần bông siêu dày siêu ấm cho em. Ngày hôm nay em xả mức giá vô cùng yêu thương cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em. Ngoài thị trường em đang thấy họ bán với mức giá bao nhiêu ạ? 550, 600, 700 nghìn. Tại sao em đang niêm yết với mức giá 530 nghìn và ngày hôm nay sale trực tiếp trong livestream cho các tình yêu đang theo dõi với mức giá 399 nghìn các chị yêu nha. 399 nghìn sản phẩm này cho em này. Và mã hàng của em nó là K21 các chị yêu nha. K21 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn mức giá 399 nghìn. Hai màu đầu tiên cho các chị yêu lựa chọn là hai màu này đấy ạ. Rồi ok nào, bây giờ này sản phẩm em và Thúy Vân đang mặc trên người ngày hôm nay xả giá cho các chị yêu chỉ còn giá là 399 nghìn. Mà bên ngoài thị trường không đâu bán được cái giá này đâu chị các chị yêu ạ. Rồi này, K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 399 nghìn. Và hàng bên là hàng có size M, L và XL cho các chị yêu từ 40 đến 65, à đến 70kg mình đều có size lựa chọn cho em. 45 cân các chị yêu nha, mã này là mã form rộng này, yêu cầu từ 45 cân cho đến 70 cân mình đều mặc vừa này. Màu đầu tiên mà Thùy Dương đang mặc đó chính là gam màu hồng đất nha. Một cái tông màu hồng đất rất là cá tính và trẻ trung đúng không ạ? Đó, và màu tiếp theo ở đây của Vân đây, đó chính là màu kem các chị yêu nhé. Đấy, một cái tông màu kem sữa này, rất là kiểu như là nhẹ nhàng đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tiếp tục qua màu cho các tình yêu nhé. Ngày hôm nay 6 tông màu cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ.
Rồi hôm nay bên em mã em 5 mặc này có tận 6 tông màu liền. Nên bên em sẽ lên lần lượt từng tông màu cho các chị yêu nha. Để các chị có thể mua được này. Hôm nay giá rét cực là rét rồi. Em nay em sale chiếc áo phao này chỉ còn là 399.000 thôi. 399.000 được một chiếc áo phao đại hàn to như này này. Form thì là form dáng Hàn Quốc đúng không nào? Lông thì là lông ngũ sắc rất là đẹp đúng không? Nhanh tay giúp em nào. Yêu thích để cho em là K21 kèm màu rồi. Kèm điện thoại nha. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em đây nhá. Tag mark này. Phần lông này hoàn toàn có thể tháo rời luôn các chị này. Các chị nhìn cái mũ nó rất là to và cái lông nó rất là to như này cho em nhá. Mới là hàng Quảng Châu loại 1 cho em này. Phần lông này hoàn toàn các chị có thể tháo rời nếu như các chị không thích này. Đó, và đây chất liệu phao đây ạ. Phao trần bông siêu dày siêu ấm thách thức mọi loại gió mùa. Thời tiết bây giờ là vừa mưa vừa rét các chị ơi. Rét kéo dài từ bây giờ cho đến qua Tết âm lịch nên mình phải nhanh tay sắm phao. Không là không có quần áo ở mặc luôn các chị yêu nhá. Đúng rồi nhá. Rồi bây giờ thì Dương qua K21 màu đen này ạ. Một sản phẩm màu đen này thì rất là dễ mặc và dấu dáng chúng ta rất là ok đúng không ạ? Rồi K21 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale chỉ 399.000. Để đúng cú pháp game là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 399.000 này. Đấy, một sản phẩm này ống bo tay chun này. Ống bo tay chun cực kỳ là sau không sợ gió lùa đúng nào. Một dáng phao béo này, bất chấp mọi loại gió mùa tuyết rơi cho em nha. Rồi K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là chỉ 399.000. Và đúng hàng rồi. Em là hàng có size từ M cho đến XL đó. Là từ 45 đến 70kg mình đều có size lựa chọn cho em. Đúng rồi, rất nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Vừa qua tông màu đen bây giờ sang tông màu nâu này. Một cái tông màu nâu cam đất này rất là sang, rất là chảnh và rất là cá tính trẻ trung cho em đúng không ạ? Mẫu phao này là mẫu phao béo dáng trẻ trung. Năm nay vừa mới ra của Quảng Châu thôi ạ. Đó, ngoài các shop ngoài kia em thấy họ bán 550, 600, 700 là bình thường đúng không ạ? Tại shop em ngày hôm nay sale cho các tình yêu mức giá chỉ có 399.000 thôi các chị ạ. 399.000 một em áo phao vừa đẹp vừa dày như thế này. Chẳng tội gì mà không dinh đúng không ạ? Để lại cho em theo đúng cú pháp nào. K21 kèm theo màu kèm theo dối ngoại cho em. K21 này là phao béo dáng rộng các chị yêu nhá. Các chị ước lượng cho em này, hiện tại người mẫu đang mặc size M là size nhỏ nhất. Size M là size nhỏ nhất cho tình yêu nào từ 45 cân đổ lên. Và người mẫu bên em là Thùy Dương là cao 1m55 và Thùy Vân là cao 1m63 là các chị ước lượng cho em nhá. Mẫu này các chị ơi, cao một chút và béo một chút mình mặc sẽ ok hơn các chị ạ. Đấy, chứ mình đừng mình thấp quá thì mình sẽ thấp quá thì mặc cái này sẽ không đẹp nhá. Đúng rồi đấy ạ. Nên là yêu thích mẫu nào thì nhớ để cho em cho đúng cú pháp là K21 kèm màu kèm số điện thoại đúng không nào? Đủ size đủ số cho mọi người mà lựa chọn giúp em nhá. Lông này là lông tháo được giúp em nhá. Lông là lông tháo được đúng không nào? 399.000 thôi. Nhanh tay giúp em là K21 kèm màu kèm số điện thoại. Đủ size cho mọi người lựa chọn nào. 7 tông màu đây nhá giúp em nhá. Hôm nay là sale sập sàn rồi đấy ạ. Yêu thích phải để luôn cho em nhá. 399.000 thôi. Tiếp tục thì Dương qua K21 màu đỏ này. Đấy, một tông màu đỏ rất là nổi bật đúng ạ. Ngày hôm nay sale chỉ với giá là 399.000 trên sản phẩm em đang mặc này. Đấy, một cái gam màu đỏ này mặc vào cái mùa đông lạnh giá này, mình nhìn cái tông màu mình đã thấy cảm thấy nó rất là ấm áp rồi đúng ạ. Rồi, một sản phẩm màu đỏ rất là nổi bật trẻ trung để đúng cú pháp cho em nào. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 399.000. Và hàng em là hàng có đủ size, size M, size L và size XL cho từ 45 đến 70kg mình mặc ok cho em các chị yêu nhá. Rồi với form dáng này, nó được thiết kế là hơi rộng một xíu này. Đấy, nên là các chị yêu này mình từ 45kg thì mình mặc ok cho em nhá. Vì 40kg mình người mình hơi nhỏ nên mặc nó sẽ bị nuốt người đúng nào. Rồi K21 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale mức giá là 399.000. Size M, L và XL từ 45 đến 70kg mặc ok dem được không ạ? Chính xác rồi. Nhanh tay nào các chị hiện ơi. Hiện tại cái lượng cấp mừng nó đang rất là nhiều nhá. Thì em không thể nào trả lời kịp và đọc tên từng chị một. Nên là các chị yêu thông cảm giúp em này. Mình chỉ cần để lại đúng cú pháp là mã hàng K21 kèm màu kèm số điện thoại. Bên em sẽ có hệ thống nhân viên telesale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu. Làm sao các tình yêu mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng nha. Hiện tại thời tiết đang rất là lạnh và hàng hóa đang rất là khan hiếm rồi. Mình ưng thích mẫu nào mình phải nhanh tay lên đơn cho em. K21 kèm theo màu kèm theo số điện thoại không là sẽ hết hàng nha. Hàng này mà đã hết là em sẽ không bổ sung nữa và sẽ hết hàng luôn. Bây giờ em xin phép là sẽ giới thiệu lại một lần về sản phẩm này trước khi rút mẫu nha. Rồi, với sản phẩm mà hiện tại chị Dương và Thùy Vân đang mặc trên người đây là một em siêu phẩm phao đại hàn Quảng Châu cao cấp trần bông rất là dày dặn. Được thiết kế là phần cổ lông ngũ sắc này, đấy, hot trend của năm nay đúng không ạ? Thiết kế phần ống bo tay chun này, đấy, không sợ gió lùa đúng nào? Và thiết kế là form dáng rộng nhá. Đấy, ở phần túi chúng ta có một phần điểm nhấn này. Ngày hôm nay sale mức giá shop giá chỉ còn 399.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size, size
size M, size L và size XL cho người từ 45 đến 70kg có size lựa chọn này. Đấy, để đúng cú pháp cho em là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá là 399.000 này. Và hàng em có 6 màu cho các chị yêu cùng lựa chọn nha. Tông màu đầu tiên là K21 màu đỏ 399.000. Tiếp tục K21 màu xanh rêu 399.000 này. Đấy, K21 màu nâu này 399.000. K21 màu trắng kem này 399.000. K21 màu đen 399.000. Và một màu nữa là K21 màu hồng đất 399.000 nhá. Để đúng cú pháp cho em là tự động được lên đơn hàng thành công được chưa ạ? Đấy, không cần em gọi tên cũng sẽ được lên đơn hàng thành công. Đúng bên rồi. Em sẽ có một đội ngũ nhân viên tư vấn về chiều cao, cân nặng, size số cho các chị yêu. Nên là mình cũng đừng lo nếu mà không thấy em gọi tên này. Các chị yêu vui lòng thông cảm cho em nhá. Bởi vì là hiện là comment nó trôi rất là nhiều, em có đọc cũng không thể nào đọc kịp được. Đấy, nên chị yêu nào mà mình cứ để đúng cú pháp là mình được tự động lên đơn hàng thành công rồi. Bên em sẽ có người gọi điện cho các chị yêu để xin chiều cao cân nặng này, để làm sao tư vấn cho các chị yêu mình mặc vừa mặc đẹp nhất có thể đấy. Đúng trong rồi. Cái trường hợp mà mình không mặc vừa bên em cũng không ép size và bỏ ép đơn của mình, đúng nào? Đúng rồi, chính xác rồi. Nhanh tay nào. Bây giờ em dành ra 5 giây cuối cùng để các tình yêu chốt mã K21 này cho em nhé. Nhanh không là hết hàng luôn đấy các tình yêu ạ. K21 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, mình lên đơn thành công với mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 399.000 thôi ạ. Hàng đủ size đủ số từ 45 đến 70 cân. Từ 45 đến 70 cân em bao mặc vừa cho các tình yêu luôn nhé. Giờ em xin phép là sẽ rút mẫu K21 luôn bây giờ đây ạ. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển qua một mã phao tiếp theo luôn các tình yêu ơi. Ngày hôm nay rất là nhiều mẫu luôn các tình yêu, chỉ cần nán lại trong livestream với bên em. Ngày hôm nay săn toàn những hàng phao Đại Hàn Quảng Châu giá yêu thương các tình yêu nhá. Rồi sang ngôi sản phẩm tiếp theo này, vừa qua là phao form rộng đúng không ạ? Bây giờ em xin phép chuyển sang một cái phao form ôm các chị yêu nhá. Phao này là một cái phao dáng lỗ này, form ôm này, hàng thiết kế phao công sở của bên em nhá. Với điểm nhấn đó chính là cái phần chiết eo ở cổ, chiết eo ở phần eo này đúng không ạ? Phần chiết eo ở eo này rất là tôn dáng của chị yêu này. Và kèm cho các chị yêu một cái mũ cổ lông này. Đấy, và lông này hoàn toàn có thể tháo rời cho em nhá. Mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các tình yêu với mức giá chỉ có 349.000 nhá. 349.000 em này, và mã hàng của em nó là K22 nhá. K22 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, em lên đơn mức giá bao nhiêu ạ? 349.000 nha. Rồi, chỉ 349.000 được một cái áo phao Đại Hàn như em đang mặc này. Nhìn cổ lông như em đang mặc là đã biết là hàng chất lượng như nào đúng không nào? Đường may rất là tỉ mỉ này, chiết eo này cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha. K22 kèm màu kèm số điện thoại. Hôm nay K22 em mặc có rất nhiều tông màu này, em sẽ lên lần lượt. Nên là chị yêu nào mà thích mẫu nào là phải chốt ngay, bởi vì hôm nay là giảm giá xả cho mọi người này, lại còn là hàng một ít, số hàng ít này còn ít, rất ít nhá. Nên là phải nhanh tay chốt luôn cho em nha. 349.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào. K22 kèm màu kèm số điện thoại nha. Đúng rồi. K22 tông màu đầu tiên đó chính là tông màu đỏ các chị yêu nha. Đó, K22 tông màu đầu tiên là tông màu đỏ này. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Phao trần bông siêu dày, siêu ấm và form ôm vừa vặn vào cơ thể nha. Bây giờ em sang màu tiếp theo luôn ạ. Rồi, tiếp tục Thúy Dương qua K22, một tông màu hồng phấn này, một tông màu hồng rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Một cái tông màu hồng này rất phù hợp chị yêu nào mà mình thích nhẹ nhàng, mà thích tinh tế một xíu, mình mặc cho em cái tông màu hồng này nhá. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 349.000 trên sản phẩm này. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K22. K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 349.000. Và hàng có size từ size M cho đến size 3XL, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em được không ạ? Rồi, để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công các chị ơi nhá. Rồi, K22 qua tông màu hồng phấn nhẹ nhàng trẻ trung, bây giờ tiếp tục sang tông màu xám công sở này, rất là sang chảnh, rất là kiểu như là tinh tế đúng không ạ? Ngày hôm nay xả kho mức giá bao nhiêu ạ? 350.000 nha. 350k cho mấy em áo phao hàng Quảng Châu, quá là đẹp, quá là xinh, lại dày ấm như thế này, phục vụ các chị em đi làm công sở. Đi làm công sở mình mặc những cái mẫu này cho em này, nhẹ nhàng tôn dáng đúng không ạ? Nhẹ nhàng tôn dáng lại màu sắc lại nhã nhặn. Đấy, và có 350.000 thôi thì tội gì mà mình không dinh đúng không ạ? K22 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em ạ. K22 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em. Mẫu này có size từ size M đến size 3XL. Hiện tại là hàng đang lẻ size các chị yêu nhá. Để các chị yêu nào trong khoảng cân nặng từ 40 cân đến 65 cân mình chốt mã này cho em để em tư vấn thêm cho mình nha. Đó, K22 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Tiếp tục lên tông màu đen nha. Rồi, tiếp tục là K22 màu đen này, một tông màu không hề kén da, kén dáng, kén độ tuổi của chúng ta đối với cái sản phẩm này đúng không ạ? Rồi, ngày hôm nay sale mức giá 349.000 để đúng cú pháp cho em. K22
kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 349.000. Và ngày hôm nay bây giờ chúng tôi xin phép được giới thiệu lại về sản phẩm Kai 2 này. Sản phẩm Kai 2 là một mã sản phẩm áo phao trần bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế phong cách này, được thiết kế điểm nhấn là phần mũ lồng của chúng ta này, lông tiêu rất là đẹp, có thể tháo rời cho em này. Và đặc biệt này là điểm nhấn là cái phần eo của chúng ta, được chiếc eo ôm gọn cơ thể chúng ta rất là đẹp, đúng là tôn dáng luôn này. Ngày hôm nay sale mức giá 349.000 và hàng có đủ size từ size M cho đến size 3XL, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là Kai 2 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Kai 2 màu đen này 349.000, Kai 2 màu xám này 349.000, Kai 2 màu hồng này đấy 349.000 và Kai 2 màu đỏ 349.000 giúp em nhé. Để đúng cú pháp để mình lên đơn hàng thành công với mức giá 349.000 là Kai 2 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá là 349.000. Một tặng mức giá không tưởng luôn, xinh luôn này, tặng kèm cho các chị một cái mũ cổ lông rất là to, lông tiêu này, cực đẹp luôn này. Phần lông có thể tháo rời cho em nhé. Kai 2 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. Nhanh tay không làm mẫu này, bây giờ em về hàng đợt cuối rồi và chỉ còn số lượng rất là hạn chế thôi. Mình không mua nhanh là hết hàng là tiếc hùi hụi nữa các chị ạ. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh rồi, đó, và hàng hóa thì càng ngày càng khan hiếm đúng không ạ? Mình không chốt nhanh là hết hàng luôn các tình yêu nhé. Kai 2 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Em dành ra 5 giây cuối cùng để mình chốt mẫu Kai 2 này. Trước khi là em rút mẫu này, em chuyển mẫu tiếp theo luôn các tình yêu nhé. Rồi, Kai 2 bên em không bỏ được mũ, chỉ bỏ được lông các chị yêu nhé. Rồi, bây giờ em qua mẫu đây ạ. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ sang một cái dáng phong ngắn nha. Ngày hôm nay sẽ qua mẫu khá là nhanh các tình yêu ơi. Vậy thì mình cứ nán lại trong livestream, mỗi mẫu khi em lên em sẽ giới thiệu rất là chi tiết về sản phẩm, từ màu sắc, size, số, chất liệu, điểm nhấn này cho đến cú pháp đặt hàng. Mình ưng thích mã nào mình chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là mình được lên đơn thành công. Sau đó em sẽ có tele sale gọi điện chốt đơn cho mình, nên là mình cứ hoàn toàn yên tâm cho em này. Mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng, không mặc đẹp mặc vừa bên em xin phép là sẽ giới thiệu sang sản phẩm khác hoặc là bỏ qua đơn. Nên là các tình yêu cứ hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Bây giờ em sang một cái dáng phong ngắn các tình yêu ơi. Đấy, nãy giờ rất là nhiều chị hỏi phong ngắn rồi đúng không ạ? Bây giờ em sang một cái dáng phong ngắn rất là trẻ trung luôn nhé. Với điểm nhấn của em nó chính là cái phần logo ở tay này. Đấy, chị thấy chưa ạ? Rất là trẻ trung luôn đúng không ạ? Logo ở ngực này và cái phần tag này, tag này có chữ này, đấy, rất là trẻ trung cho em đó. Và có cái mũ, cái cổ nó hơi cao một xíu. Chất liệu của bên em là chất liệu phao trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu. Ngày hôm nay em sale mã này giá đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em, với mức giá là 350.000 các tình yêu nha. 350k một em áo phao dáng đẹp, dáng xinh như thế này, lại cực kỳ dày, cực kỳ ấm, thì tội gì mà không dinh đúng không ạ? Mã hàng của em nó là gì ạ? K15 các chị yêu nha. K15 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Nào, nhanh tay giúp em nào. K15 là mã sản phẩm em đang mặc trên người. Hôm nay một mẫu phao ngắn cực kỳ là đẹp, để cho em theo đúng cú pháp K15 kèm màu, kèm số điện thoại. Một cái tông màu hồng em đang mặc đây là một cái tông màu hồng cực kỳ là nhẹ nhàng này, cực kỳ là đẹp đúng không nào? Đây là ống tay, là ống tay bo chun giúp em nhé. Yêu thích để cho em theo đúng cú pháp K15 kèm màu, kèm số điện thoại nào. Rồi, ok nào, tiếp tục K15 thì dương qua một tông màu đỏ này. Một tông màu đỏ rất là nổi bật đúng không ạ? Mà cái tông màu này vào trong cái mùa đông giá lạnh của mình này trông rất là ấm áp đúng không ạ? Rồi, K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 349.000 các chị ơi nhá. Đấy, điểm nhấn này, đấy, họa tiết này, logo ở ngực, logo ở tay này, đấy, dòng chữ đằng sau lưng chúng ta đúng không nào? Rất là trẻ trung năng động, bên dưới cũng có bo cho các chị yêu luôn. Đi đường không sợ gió lùa đúng không nào? Rồi, K15 là mã sản phẩm sale 349.000. Hàng bên là có đủ size, size M, size L. Đấy, để cho các chị yêu này từ dưới 60kg mình có size lựa chọn cho em nhé. Đúng rồi, đây nào, bên em là đủ size, đủ số, đủ màu. Các chị đã chọn được cho mình một chiếc áo phao đẹp nào chưa nhỉ? Bên em nhá, sale chiếc áo năm bạc này chỉ có 350k thôi. 350k là một cái giá sập sàn hôm nay rồi. Nên là các chị nào mà không nhanh tay thì là hết hàng đúng không nào? K15 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Một màu rêu em đang mặc đây là một cái màu rêu cực kỳ tây luôn này đấy. Nhìn cái đường phao trần của em rất là đẹp luôn. Mà hôm nay bên em đủ size đủ số cho mọi người lựa chọn, từ size M đến size L này, từ 60kg đến từ 40kg đến 6kg, 60kg mặc vừa rồi em nha. Phao hàng Quảng Châu các chị yêu nhá, nhìn cái đường kim mũi chỉ và cái đường trần bông của em nó cực kỳ đẹp cho em. Trần bông siêu dày, siêu ấm, khóa cực kỳ trơn luôn ạ. Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 350.000 thôi. Chốt cho em nào. K15 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Rồi, tiếp tục là K15 thì dương qua một tông màu trắng này. Một tông màu trắng rất là tinh tế và tinh khôi đúng không ạ? Rồi, với một sản phẩm màu trắng này mình mặc đi đâu cũng rất là sang và rất là điệu này. Đấy, mình chụp ảnh sống ảo cho em thì sản phẩm này quá là đẹp luôn đúng nào. Rồi, ok, ngày hôm nay sale mức giá là 349.000. Để đúng cú pháp để lên đơn hàng thành công là K15
15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Và sản phẩm Thúy Dương đang mặc là một màu trắng này. Đấy, yêu thích để đúng K15 màu trắng kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công, mức giá là 349.000 nhá. Rồi ok nào, bây giờ qua tiếp một tông màu tiếp theo ạ. Rồi là một tông màu đen này. Tông màu đen này là một cái tông màu áo phao này, không hề kén da, không hề kén dáng mà cũng không hề kén độ tuổi đúng không nào? Ai mặc cho em chiếc áo phao này cũng được. Một cái áo phao màu đen rất là đẹp luôn. Nhanh tay để cho em K15 kèm màu kèm số điện thoại. Sale hôm nay chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 là một cái giá cực sâm hay là đừng chị nào chần chừ giúp em nha. Ok nào, bây giờ em xin phép là sẽ giới thiệu về sản phẩm K15 trước khi là em rút mã này các tình yêu nha. K15 của bên em là một áo phao hàng cao cấp đến từ Quảng Châu này. Với thiết kế điểm nhấn của em nó chính là phần logo ở tay và logo ở ngực. Ngoài ra có cái phần tác cài ở đây cũng có cái đường cái tác cài của em này cũng rất là trẻ trung luôn ạ. Đấy, một cái dáng phao rất là trẻ trung nhá. Dáng phao ngắn này, dễ ôm eo, rất là vừa vặn cho các chị yêu nào mà có dáng người mình nhỏ nhắn một xíu đúng không ạ? Em xả kho mã này với mức giá 350k này, 350k và có size M, size L cho các tình yêu lựa chọn. Từ 40 đến 60 cân mình mặc vừa cho em. Mã này em sale 350.000 và để lại cho em theo đúng cú pháp K15 kèm theo màu kèm theo số điện thoại là mình được lên hàng thành công các chị yêu nha. Rồi K15 màu trắng 350.000 này, K15 màu đen 350.000 này, K15 màu đỏ này 350.000, K15 màu xanh rêu 350.000 và K15 màu hồng phấn 350.000 các chị yêu nhá. Đấy, ngày hôm nay chỉ với 350.000 mình xin được một sản phẩm hàng phao trần bông rất là dày dặn của Quảng Châu này. Đấy, em bao giá bao chất toàn thị trường luôn. Nhanh tay để đúng cú pháp gen là mình lên đơn hàng thành công là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. K15 có 5 tông màu, K15 màu trắng 350.000, K15 màu đỏ 350.000 này, K15 màu rêu 350.000, K15 màu hồng phấn 350.000 và một K15 màu đen 350.000 các chị yêu nhá. Rồi, ok bây giờ em qua mẫu đi ạ. Đúng rồi, ngày hôm nay em sẽ qua mẫu rất là nhanh thôi các tình yêu nhá. Mình ưng thích mã nào mình để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Hệ thống của bên em tự động quét đơn, sau đó sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu này. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ qua một mã áo dạ các tình yêu nhá. Đó, sang với một mã áo dạ hàng Quảng Châu cao cấp của em này. Với thiết kế điểm nhấn của em này là cái phần cổ vét bản to này, dáng xòe baby doll rất là nhẹ nhàng và trẻ trung đúng không ạ? Rất trẻ trung và cá tính cho em này. Chất liệu dạ ép cao cấp đến từ Hàn Quốc này. Đó, hàng Quảng Châu nhưng mà cái dạ ép cao cấp này là dạ ép kiểu form Hàn Quốc ấy các chị. Đó, và ngày hôm nay em sale cái mẫu áo dạ này mức giá cực kỳ đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nha. Sale chỉ còn 249.000. 249.000 một cái em áo dạ này cho em này. Và mã hàng của em nó là K09 các chị yêu nha. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại mình được lên đơn với mức giá 249.000. Mã này thì em chỉ còn size lớn của tình yêu nha. Chỉ còn size L, size XL và size 2XL cho từ 55 cân đến 70 cân mình mặc được cho em. Dưới 55 cân mã này em không còn size mặc vừa nữa nha. Hai tông màu cho các chị yêu lựa chọn này là tông màu nâu bò và tông màu trắng kem này, trắng sữa cho em này. Đấy được chưa ạ? Mã hàng là K09 cho em nhé. K09 kèm màu nâu hoặc K09 kèm màu kem, kèm theo số điện thoại cho em lên đơn cho mình mức giá 249k một em áo dạ. Hàng Quảng Châu cao cấp cực đẹp cho em này. Đấy, phần tay nó hơi xoắn một chút lên như này. Các chị nhìn cái cúc này, cái áo này cho nên cái form áo dạ đã biết là hàng đẹp rồi đúng không ạ? Hàng đẹp và hàng siêu dày cho em. Chỉ tội là nó chỉ còn size to thôi nhá. Trên 55 cân đến 70 cân mình mới mặc được mã này cho em. Chốt cho em là K09 kèm màu nâu hoặc K09 kèm màu kem, kèm số điện thoại em lên đơn cho mình mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 249.000 các tình yêu nhá. Bây giờ em chuyển mã tiếp theo luôn ạ. Rồi bây giờ Thúy Dương xin phép là giới thiệu sang một sản phẩm, mã sản phẩm hiện tại Thúy Dương đang mặc là một mã sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Sản phẩm áo da hiện tại Thúy Dương đang mặc đây được thiết kế điểm nhấn là thiết kế phần cổ vét tinh tế sang chảnh và lịch sự này. Đấy, và điểm tinh tán được đính trực tiếp trên cầu vai của áo chúng ta rất là nhiều này. Khóa thì rất là trơn và sáng, từ khóa giả này, túi giả cho đến túi thật đúng nào. Rồi một sản phẩm rất nhiều chi tiết này làm sang chảnh trên chiếc áo. Ngày hôm nay em sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 249.000. Em bao giá bao chất toàn thị trường luôn. Bên ngoài thị trường đang dao động với mức giá từ bao nhiêu ạ? Từ 500, 600 đến 700.000 trên sản phẩm áo này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào? Để đúng cú pháp tại đây giúp em để lên đơn hàng thành công là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K05 chất liệu da nhân tạo hàng Quảng Châu cao cấp rất là dày dặn luôn này. Đấy, khóa rất là trơn. Rồi đai này có thể tháo rời nếu mình không thích giúp em được không ạ? Rồi K05 mã sản phẩm bên em hiện tại bây giờ vẫn đang còn đủ size. Từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Mức giá là 249.000 các chị nhá. Rồi qua tiếp là K05 một tông màu tiếp theo đi ạ.
Rồi tiếp theo nó mặc là một tông màu da bạc nào. Một tông màu da bạc là hot trend của năm ngoái và cũng là hot trend của năm nay đúng không nào? Với thiết kế điểm nhấn là cầu vai này, ở cổ áo này, túi thật túi giả, lại còn kèm đai cho mọi người nhá. Nếu không thích đai thì tháo đai ra giúp em được không nào? Chất liệu là da cao cấp đến từ hàng Quảng Châu bên em. Hôm nay em sale chiếc áo này chỉ còn 249.000 thôi. 249.000 mà được một chiếc áo da hai lớp dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp thì mọi người đừng chần chừ giúp em nha. Yêu thích để cho em theo đúng cú pháp K05 kèm màu kèm xuyên thuận. K05 hôm nay có tận 3 tông màu. Em đã lên lần lượt từng tông màu cho mọi người nha. Một là tông màu vàng này, cực kỳ là sang chảnh nổi trội này. Một cái tông màu vàng cũng là hot trend này. Tiếp theo nó mặc là một tông màu bạc này, không hề ăn rất đẹp luôn. Đấy. Rồi ok, tiếp tục thì Dương qua một sản phẩm tiếp theo là sản phẩm K05 màu nhũ vàng. Một tông màu nhũ vàng thì là rất là độc và lạ đúng nào? Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thời trang áo da mà đúng không nào? Rồi sản phẩm mà em đang mặc trên người đây, ngày hôm nay sale mức giá 249.000 để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 249.000 và đầy đủ 3 tông màu của sản phẩm K05 này. K05 màu nhũ bạc, một tông màu rất chất chơi và thời thượng này. K05 màu nhũ vàng, một tông màu rất sáng da và sang chảnh. Tiếp tục là K05 màu vàng, rất trẻ trung, năng động và nổi bật. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công 249.000 các chị yêu nhá. Rồi bây giờ bên em chuẩn bị qua mẫu rồi. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào yêu thích K05 để đúng cú pháp cho em. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 249.000 các chị yêu nhá. Rồi, áo hồng phía đằng sau bên em đang sale với mức giá 399.000 là sản phẩm áo hồng mà bạn Canh đang mặc đấy ạ. Đấy, mã sản phẩm là K21 yêu nhá. Đúng rồi, hôm nay bên em sẽ qua rất nhiều áo phao, rất nhiều áo da, áo phao, áo len, áo dạ để phục vụ các chị em đúng không nào? Chỉ cần ở lại livestream bên em này rồi lên đơn hàng thôi đấy. Tiếp theo, em đang giới thiệu cho mọi người một chiếc váy form body em đang mặc nhá. Chiếc váy em đang mặc này em mặc từ đầu livestream bây giờ. Khoác áo da rồi, áo dạ này, áo phao này, mặc áo gì, mặc cái áo body, cái váy body này cũng đẹp đúng không nào? Với thiết kế là cổ cao 5 phân này, len tâm thì đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em, rất là dày dặn luôn. Ôm form body thì cực kỳ là chuẩn này, dưới 65kg mặc vừa cho em cái váy này nhá. Em nay em sale chiếc váy này chỉ còn 149.000 thôi. 149.000 mà được một chiếc váy len tâm dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này thì mọi người nhanh tay lên cú pháp cho em. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là V94 hôm nay cũng chỉ còn duy nhất màu đen này và cũng chỉ còn duy nhất vài chiếc thôi. Thế là nhanh tay giúp em đặt cho em theo đúng cú pháp V94 kèm số điện thoại giúp em này. Dưới 65kg mặc vừa giúp em nhá. Độ co giãn cực kỳ là đàn hồi luôn này. Đấy, len tâm đến từ hàng Quảng Châu cao cấp này đúng không nào? Khoác cho em rất nhiều loại áo này nhá. Form body cực kỳ là chuẩn luôn. Nhanh tay giúp em V94 kèm số điện thoại 149.000 thôi. Chỉ 149.000 thôi đấy ạ. Không phải là con số to đâu đúng không nào? Nhanh tay lên nào, 149.000 giúp em. Đúng rồi, nhanh tay nào để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng V94 kèm theo số điện thoại 149k mà em váy len body cổ cao cực kỳ ấm và cực kỳ sang như thế này. Tội gì mà mình không sắm đúng không ạ? Mình sắm mình đi chơi Tết, mình đi chơi mùa đông này quá là ok cho em này. Rồi bây giờ em tiếp tục qua mẫu của tình yêu nha. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu sang sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người, một sản phẩm váy len hàng Quảng Châu cao cấp. Sản phẩm mà thì Dương đang mặc trên người đây là một sản phẩm váy thiết kế này, được thiết kế là phần hai ống tay này, là hai phần ống tay được thiết kế là bồng này. Đấy, rất là tiểu thư và điệu đà đúng không ạ? Sản phẩm mà thì Dương đang mặc trên người ngày hôm nay sale mức giá 99.000 cho chị yêu nào mình đang xem livestream của em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm nào? V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là chỉ 99.000 các chị yêu nhá. Và sản phẩm V62 này, phần thân là chất liệu len tâm dày dặn cao cấp này, đấy. Còn phần tay là van này, đấy. Và hai bên sườn chúng ta này, là hai bên sườn cái phần ống tay chúng ta này được thiết kế này, phối phần viền len xếp ly này, đấy. Viền xếp ly tông sệt tông với màu váy của chúng ta đúng không ạ? Ngày hôm nay sale chỉ với giá 99k để đúng cú pháp cho em là V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. V62 bên em có đến 4 tông màu cho các chị lựa chọn. V62 màu nâu này 99k. V62 màu đỏ mận này 99k này. V62 màu xám 99k và V62 màu xanh coban 99k các chị yêu nhá. Rồi ngày hôm nay sale 99k, dưới 65kg em bao vừa cho các chị yêu luôn. Để đúng cú pháp là V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 99k đấy ạ. Rồi, nhanh tay giúp em nha. Hôm nay em lại qua lại áo phao này.
em lại qua áo phao cho mọi người, phục vụ mọi người hỏi áo phao rất nhiều đúng không nào? Z đã đến rồi. Tiếp theo nhá, em đang lên cho mọi người một cái áo phao cực kỳ đẹp luôn. Áo phao đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em này. Với điểm nhấn là có những cái đường, có những cái chiết ly ở vòng eo này, ôm chặt người luôn này. Mặc áo phao mà không hề bị phá dáng không nào, vẫn tôn phồng dáng của mình lên cho những chị nào mặc cái áo cùng dở này đúng không nào. Chiếc áo phao đang mặc này với giá thị trường là 650-700, nhưng hôm nay bên em sale cho mọi người chỉ còn 299.000 thôi. Giá niêm yết ở bên em là còn 500.000 đấy. 500.000 là giá niêm yết, nhưng hôm nay trong livestream ngày hôm nay sale chỉ còn 299.000 thôi. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K35. K35 hôm nay có rất nhiều tông màu. K34 hôm nay có tận 4 tông màu cho mọi người lựa chọn này. Còn 299.000 mã này cho em nhé. Mã hàng là K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. K34 thiết kế là dáng chiết eo này, form áng kiểu như là form dáng chiết eo rất phù hợp với chị em đi làm công sở này, tôn dáng vô cùng luôn đúng không ạ? Và là chỉ có một cái tông màu trơn duy nhất này, rất là dễ mặc cho em. Phần mũ này thì không có lông, nhưng mà mũ này em có thể tháo rời cho các chị yêu luôn nhá. Đó, và túi là túi có kéo khóa cho em này, rất là đẹp và rất là sang. Hàng Quảng Châu cao cấp, hàng có đủ size cho em này, từ size M cho đến size 3XL, 40 cân cho đến bao nhiêu 40 cân cho đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, tông màu hồng đầu tiên rất là trẻ trung này. Chốt cho em là K34 kèm màu hồng, kèm theo số điện thoại nhá. Rồi bây giờ thì Dương qua K34 một tông màu xám này, một tông màu xám này rất phù hợp chị yêu nào mà mình đi làm văn phòng công sở, mình mặc cho em cái màu xám này thì rất là sang đúng không ạ? Rồi K34 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale 299.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size, đủ size từ size M cho đến size 3XL, từ 38kg đến 65kg em có size lựa chọn cho các chị yêu thích để đúng cú pháp cho em. K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 các chị yêu nhá. Rồi 299.000 nha. Rồi chỉ 299.000 thôi đấy mà được một cái áo phao dày dặn cao cấp như này này thì đừng chần chừ, đặt luôn cho em theo cú pháp. Gió đã rét lắm rồi, lúc nào cũng dưới 10 độ thì ra đường không có áo phao không chịu được đúng không nào? Mà hôm nay bên em đang xả áo vào để phục vụ các chị này, để chống lại cái đợt rét đúng không? Nhanh tay giúp em nào. K34 kèm màu, kèm số điện thoại. Em đang lên một tông màu đỏ, một tông màu đỏ cực kỳ là nổi trội. Nhìn tôi đã thấy đủ ấm rồi đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha, sale chỉ còn 299.000 thôi. Mũ này của em mà tháo được ra nha. Nếu mọi người không thích mũ thì tháo mũ cho em. Còn nếu muốn để mũ đẹp như này thì để cho em nào. 299.000 thôi. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K34. Chốt cho em K34 kèm màu, kèm số điện thoại. K34 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nào. Chất liệu bên em là chất liệu phao trần bông dày ấm, hàng cao cấp đến từ Quảng Châu. Hàng đủ size đủ số, từ size M cho đến size 3XL, từ 38 cân cho đến 65 cân mình đều mặc được cái mã này cho em nhé. Form dáng chiếc eo rất là vừa vặn, rất là tôn dáng cho các chị yêu nào mà ngại mặc áo phao nó cồng kềnh, nó xòe xòa quá đúng không ạ? Thế thì mình chọn cho em cái dáng này rất là ok này. Cho em theo đúng cú pháp nào. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Qua mã này em sẽ quay lại mã K21 cho các tình yêu lựa chọn luôn nhé. Rồi ok, bây giờ này là K34 màu đen này. Một tông màu đen thì rất là dễ mặc này và sạch đúng nào. K34 không hề kén da kén dáng đối với màu đen này. Rồi ok nào, ngày hôm nay sale 299.000. Để đúng cú pháp cho em nào. K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 này. K34 màu đen 299.000, K34 màu đỏ 299.000, K34 màu hồng này 299.000 và K34 màu xám 299.000 nhá. Rồi để đúng cú pháp cho em nào là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là K34 này. Đấy, một sản phẩm này phao chiết eo này, phao chiết eo ôm gọn cơ thể rất là đẹp đúng không ạ? Chị yêu nào mà mình làm trong văn phòng công sở, mình mặc cho em những cái sản phẩm chiết eo như này rất là gọn gàng, đi làm rất là sang này. Đấy, rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 nhá. Rồi bây giờ em xin phép qua mẫu đây ạ. Rồi em xin quay lại K21 phục vụ các chị em đây. Đây là K21 em đang mặc trên người, với thiết kế là form Hàn Quốc này. Đây là phao béo form Hàn Quốc này, rất là đẹp đúng không nào? Điểm nhấn ở đây là cái cổ lông của em là rất to luôn nhá. Mà lại còn có thêm cái dây ở túi này cực kỳ là lạ. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K21 kèm màu, kèm số điện thoại. K21 hôm nay có tận 7 tông màu liền. Em lại lên lại 6 tông màu liền. Em lại lên lại lần lượt các tông màu cho các chị em nào. Mở sale hôm nay chỉ còn 399.000 thôi. Nhanh tay nhá, bởi vì là cái áo phao này cực kỳ là ấm. Form là form dáng Hàn Quốc này, rất là đẹp luôn đúng không nào? Nhanh tay cho em nào. K21 kèm màu, kèm số điện thoại. K21 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé.
Đó, K21 ngày hôm nay form rộng thoải mái cho các chiều từ 45 cân cho đến 70 cân mình đều mặc được. Tương ứng là size M, size L và size XL nhá. Đó, form rộng và dáng hơi dài cho em này. Thùy Dương bên em là cao 1m55 này, hiện tại đang mặc trên gối khoảng 5 phân nhá. Còn Thùy Dương còn Thùy Vân là cao 1m63 đang mặc trên gối khoảng 10 phân này các chiều này. Dáng này giữ ấm cho cơ thể cực kỳ tốt. Nói chung là mặc đi đường thì thích luôn các chị ạ. Bởi vì nó phao trần bông rất là dày cho em nhé. Hàng Quảng Châu chuẩn từng đường kim mũi chỉ. Mà ngày hôm nay xả rẻ đặc biệt có 399.000 thôi ạ. K21 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. K21 màu đỏ này. Rồi K21 màu đỏ 399.000. Giờ bây giờ qua K21 màu trắng sữa này. Đấy, một tông màu trắng sữa này mà đi chụp ảnh cho em này, đi spa ngắm tuyết rơi mặc cái sản phẩm này rất là đẹp đúng nào. Và chị yêu nào mà mình thích nhẹ nhàng, mình không thích màu quá nổi bật thì mình lấy cho em cái tông màu trắng sữa này nhá. Rồi K21 màu trắng sữa 399.000. Để đúng cú pháp cho em K21 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Và K21 bên em sale mức giá là 399.000 và chỉ trong livestream ngày hôm nay. Nên chị yêu nào mình đã thích rồi mình comment nhanh tay cho em. Còn nếu không một vài hôm nữa mình mới để lại comment hoặc là mình mới đặt mua thì sẽ không còn hàng đâu ạ, với số lượng còn rất là ít đúng không ạ? Đúng rồi, nhanh tay nào. Số lượng bên em rất là ít mà chỉ trong livestream ngày hôm nay mới xả cái giá như này mà cũng chỉ là còn mẫu áo phao này thôi. Nên là nếu hôm nay livestream nào nhá, chị nào không nhanh nhá thì là không còn áo này để mặc lâu. Nên là đừng chần chừ giúp em nào. Em lại lên một tông màu đen này, một tông màu đen này là không kén dáng, không kén độ tuổi giúp em. Mà hôm nay sale chiếc áo em đang mặc này chỉ còn 399.000 thôi. 399.000 được một cái form áo phao dáng Hàn Quốc này. Rất là đẹp đúng không nào? Chỉ 399.000 thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K21 kèm màu, kèm số điện thoại. Một cái tông màu đen này cực kỳ là đẹp này, không hề sợ bẩn này. Ra ngoài thì cản gió này. Ống tay là ống tay bo chun giúp em nhá, không gió nào luồn được vào giúp em này. Lông này là lông tháo được, nếu không thích lông tháo lông ra cho em này. 399.000 thôi. Trong livestream ngày hôm nay các chị yêu nhớ nha. Trong livestream ngày hôm nay này, chị yêu nào mua hàng bên em thì ra chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ nha. Chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ để rồi vào đây mua cái giá giảm giá này nha. Nhớ là phải chia sẻ giúp em mới được cái giá tốt này đấy ạ. Rồi ok, bây giờ là K21 màu hồng phấn này. Một tông màu hồng phấn rất là điệu và rất là lạ đúng không ạ? Một cái tông màu hồng này mà mặc đối với sản phẩm áo phao này mặc lên trông rất là sang. Rồi K21 màu hồng kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công này, màu hồng đất này, một tông màu hồng đất rất là đẹp. Rồi K21 ngày hôm nay sale 399.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size, size M, size L và size XL cho các chị yêu từ 45 đến 70kg mình mặc ok cho em nhá. Các chị yêu mình từ 45kg mình mặc ok cái sản phẩm này giúp em. Chứ còn dưới 45kg là mình mặc sẽ không nhìn thấy người mình đâu đấy ạ. Bởi vì form dáng của nó rất là rộng đúng nào. Rồi ok, K21 là mã sản phẩm ngày hôm nay. Sale mức giá là 399.000 để đúng cú pháp. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đúng rồi, em lại tiếp theo là một tông màu nâu này. Tông màu nâu là một tông màu cực kỳ sang chảnh đúng không? Nhanh tay để giúp em theo đúng cú pháp. K21 kèm màu kèm số điện thoại. Sale chỉ còn 399.000 thôi. 399.000 được một cái áo phao đại hàn như này, đừng chần chừ giúp em nào. Theo đúng cú pháp giúp em. K21 kèm màu kèm số điện thoại nha. Rồi đấy. K21 màu hồng đất này. Bây giờ đến K21 màu nâu cho em này. Hai cái tông màu quá là trẻ trung luôn. Đấy các chị yêu ơi, các chị yêu mà mặc đi du lịch, đi chụp hình sống ảo, mình mặc cho em đội 3, đội 4 đúng không ạ? Đội 5. Mỗi người một cái áo phao này, mỗi người một màu thì quá là đẹp luôn đấy. Những cái tông màu nó trẻ trung, nó tin như thế này đúng không ạ? Nhanh tay cho em nào. K21 kèm theo màu, kèm theo dối ngoại 399.000. Hàng hiện tại đang là đợt hàng cuối cùng và số lượng hàng đang rất là khan hiếm vì thời tiết bây giờ đang quá là lạnh rồi đúng không ạ? Mình không lên đơn nhanh là cũng hết hàng luôn nhé, không còn hàng để phục vụ các chị yêu nữa. Rồi đúng rồi đấy ạ. Các chị ơi này, đấy hiện tại bây giờ là bên Quảng Châu họ đã ngừng sản xuất hàng phao rồi. Đấy, họ chuẩn bị chuyển sang hàng hè hàng xuân rồi. Nên chị yêu nào mà mình có đợi đợt sau về thì cũng không có mà đợi được đâu đúng nào. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công ngày hôm nay có 6 tông màu cho các chị yêu lựa chọn các ạ. Nhanh tay lên giúp em nha, bởi vì 6 tông màu này mà các chị yêu không chọn được một tông màu nào thì là quá là đáng tiếc nha. Trong livestream này phải mua cho em 2 cái thì mới là đúng đây nào. Chỉ có 399.000 thôi nào. Nhanh tay nha, đây là cái giá xả rồi. Nhanh tay giúp em đừng chần chừ nào. K21 kèm màu kèm phối rồi. Đấy, sang tông màu xanh quân đội này. Mã này giúp em này đủ size đủ số, từ size M cho đến size XL, 45 cân đến 70 cân mình đều mặc được cho em nhé. Chiêu nào trước nay mà mình quá là khó chọn vì dáng mình quá to mình không mặc được, mình chọn cho em cái size XL của mã này nhé. 70 cân mặc cũng được luôn cho em này. Áo này kể cả mặc thành áo đôi cũng được luôn cho em nhé. Đấy, áo này mặc thành áo đôi nam nữ cũng rất là đẹp cho em này. Bây giờ em xin phép là sẽ điểm lại các màu của K21 trước khi em rút mã này nha.
Rồi K21 là một mã sản phẩm phao trần bông dày dặn cao cấp đến từ Quảng Châu này, là một dáng phao rất là rộng này. Đấy, dáng phao Hàn Quốc đúng không ạ? Được thiết kế cho các chị yêu một cái sản phẩm này. Mũ cổ lông này, lông này có thể tháo rời cho em. Ống tay bo chun này, đấy, không sợ lạnh đúng nào. Và sản phẩm này ở phần túi chúng ta có một điểm nhấn là cái phần thắt dây này. Đấy, rất là cá tính. Ngày hôm nay sale mức giá 399.000. Để đúng cú pháp K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Hàng Quảng Châu cao cấp, đủ size đủ số, từ M đến XL, từ 45 đến 70kg đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp là tự động được lên đơn hàng thành công này. K21 màu hồng phấn 399, K21 màu hồng đất 399.000, K21 màu xanh rêu 399.000, K21 màu trắng sữa này, đấy, 399.000, K21 màu đen này 399.000, và K21 màu nâu 399.000. K21 màu đỏ nữa các chị yêu nhá. K21 màu đỏ nữa này, 6 tông màu cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ. Nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là K21 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Phao trần bông siêu dày siêu ấm, đủ size từ size M cho đến size XL, 45 cân cho đến 70 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nha. Rồi, ok nào các chị ơi, này K21 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale chỉ có 399.000 và trực tiếp trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Bởi vậy nên các chị yêu mình đừng chần chờ gì nữa nào. Mình xin ngay cho em cái sản phẩm này về này. Đấy, mình mặc đi đâu cũng không sợ gió đúng không nào. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để lên lên đơn hàng thành công với mức giá là 399.000 các chị yêu nhá. Rồi các chị yêu mình để đúng cú pháp là K21 kèm màu kèm số điện thoại này. Chị yêu nào mà mình không để lại số điện thoại cho bên em, làm sao bên em có thể gọi điện chốt đơn hàng cho các chị yêu, tư vấn size số cho các chị yêu để cho các chị yêu mình mặc vừa nhất có thể đúng nào. Đấy, đây là một sản phẩm này để chọn cho các chị yêu này mặc vừa nhất có thể. Bên em có không rất là quan trọng là khâu tư vấn về chiều cao cân nặng size số cho các chị yêu. Bởi vậy nên các chị yêu mình phải để đúng cú pháp tại đây thì mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Đấy. Rồi, bên em chuẩn bị qua một mẫu phao tiếp theo rồi. Còn chị yêu nào yêu thích K21, mình nhanh tay để đúng cú pháp tại đây. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 399.000. Bây giờ qua mẫu luôn đi ạ. Rồi em lại qua mẫu luôn. Hôm nay bên em sẽ tơ lên toàn mẫu áo phao để phục vụ các chị em đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại, đó chính là cú pháp để lên đơn hàng thành công nha. Rồi tiếp theo lại qua một chiếc áo phao này. Đây là một áo phao dáng lỡ giúp em nha. Một áo phao cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào. Mũ này là mũ không tháo được, với điểm nhấn là logo ở trước ngực này. Đấy, một cái logo cực kỳ đẹp luôn. Logo ở ống tay này, đấy, rất là đẹp đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. Hôm nay em sale chiếc áo này là giá bao nhiêu mọi người có biết không? Nếu theo em biết bên ngoài thị trường, cái áo này em đang mặc là giá 750.000 đồng, mà ở bên em đang niêm yết là cái giá 550.000 đồng. Nhưng hôm nay em giảm giá kịch liệt cho các chị em đang xem livestream ngày hôm nay, chỉ còn 350 thôi, chỉ còn 350 một cái chiếc áo năm mặc như này này. Phao là phao trần bông cao cấp đến từ hàng Quảng Châu. Mọi người nhìn đường kim mũi chỉ bên em thôi là em không cần phải giải thích nhiều đúng không nào. Để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại. K35 hôm nay có 7 tông màu luôn, tận 7 tông màu luôn, nên là các chị yêu nhớ là để cho em theo đúng cú pháp nha. Em sẽ lên lần lượt từng tông màu này. Một tông màu rơi năm bạc là một tông màu rất là tây đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi ok, chị yêu nào mà yêu thích mã sản phẩm nào mình phải để đúng mã sản phẩm giúp em nhá. Đấy, nếu mà mình nên là mình đừng để là cho chị cái này, cho chị cái kia, cho chị một cái màu này, cho chị một cái màu kia. Bên em thật sự là không thể nào lên đơn hàng được. Bởi vì trong một livestream bên em lên rất là nhiều mẫu sản phẩm này. Đấy, nên là mình chỉ để lại là cho chị cái mẫu mặc hay cho chị cái màu này, thì bên em không thể nào biết là mình lấy cái mã sản phẩm nào để mà chốt đơn cho mình. Đấy, nếu mà đến lúc mà chốt đơn sai này, gửi hàng sai, thì mọi người lại trách bên shop là tại sao mình đặt cái này lại gửi cho mình cái kia đúng nào. Bởi vậy các chị yêu mình nhớ này, mình nghe rõ cái mã sản phẩm cho em và mình để đúng mã sản phẩm giúp em nhé. Rồi bây giờ là mã sản phẩm K35. K35 ngày hôm nay sale còn giá 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K35 là một sản phẩm phao dáng lỡ, có thiết kế logo ở ngực và logo ở tay là một điểm nhấn. Mũ không thể tháo rời được chưa ạ? Đấy, mũ không thể tháo rời. Và một dáng phao trần bông rất là dày dặn, có bo ở tay luôn này. Đấy, ngày hôm nay sale sập sàn giá chỉ còn 350.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Và ngày hôm nay K35 bên em có đủ size này, size M, size L và size XL cho các chị yêu này, từ size M cho đến size 2XL, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công các chị yêu nhé. Đấy,
Rồi qua mẫu cực kỳ là nhanh đúng không nào? Đầu tiên là em đã qua một màu xanh rêu này, tiếp theo là một màu tông màu xanh ngọc này, một màu xanh ngọc cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ tiếp theo em đang lên một tông màu trắng nhá, tông màu đi sa ba của các chị em đây, tông màu của các chị em sống ảo đây nào. Nhanh tay chốt cho em một cái tông màu trắng này rất là đẹp luôn này. Ống tay thì là ống tay bo chun giúp em này, đi gió luồn vào không hề sợ này. Bây giờ ra ngoài đường là lúc nào cũng là dưới 10 độ C. Nếu các chị không sắm ngay cho mình một chiếc áo phao này thì không thể nào ra đường được đâu, đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha, theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại. Sale chỉ còn hạ 350.000 đồng thôi. 350.000 đồng là một cái giá cực kỳ sốc, chỉ dành cho những chị nào đang xem livestream ngày hôm nay, và cũng chỉ dành trong livestream ngày hôm nay thôi. Nên là yêu thích phải để ngay cho em, đừng chần chừ nhá. Bởi vì là em một qua mẫu thì là không còn cái giá này nữa thôi, đúng không nào? Niêm yết giá em hôm nay là 550.000, nhưng mà sale hôm nay các chị em để phục vụ đợt Z này, để chống lại đợt Z là 350.000. Nên là nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi ok, phí ship bên em là 40k trên một sản phẩm áo phao nhá. Bởi vì sản phẩm áo phao này rất là nặng và rất là cồng kềnh, nên là bưu điện họ yêu cầu là thu 40k trên sản phẩm áo phao. Nên các chị em mình vui lòng chịu cho em 40k sản phẩm toàn quốc trên một sản phẩm áo phao đối với cho bưu điện nha. Rồi bây giờ là K35 màu hồng phấn, một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng đúng nào, rất phù hợp chị em nào mà mình đơn giản là mình thích màu hồng thôi, hay là chị em nào mình nữ tính một xíu mình chọn cho em cái màu hồng này nhá. Ngày hôm nay sale mức giá là 350.000, để đúng cú pháp cho em là K35 màu hồng phấn kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, hoặc K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công này. Rồi ok các chị yêu này, đấy để tư vấn một cái sản phẩm mặc vừa mặc đẹp nhất có thể với các chị yêu, còn tùy thuộc vào chiều cao cân nặng số đo bao vòng của các chị yêu nữa. Bởi vậy là các chị yêu nào mà mình đã thích rồi, mình cứ để đúng cú pháp tại đây cho em nào. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại, bên em sẽ có một đội ngũ nhân viên telesale gọi điện để tư vấn về chiều cao cân nặng sai số cho các chị yêu này. Đấy, chiều cao cân nặng sai số cho các chị yêu, làm thế nào mà để mình này mặc vừa mặc đẹp nhất có thể, bên em mới gửi hàng đúng chưa? Đấy nên là các chị yêu mình cứ để đúng cú pháp tại đây, mình lên đơn hàng đã. Bên em sẽ có người gọi điện để chốt đơn để tư vấn chiều cao cân nặng sai số để chọn sai cho các chị yêu luôn đấy. Nên là mình không cần phải lo lắng về cái vấn đề chiều cao cân nặng nhá. Nếu em có tư vấn trên này cũng sẽ không kỹ được. Đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà bên em chiếc áo này em đang mặc là cũng có đủ size, đủ số. Mà hôm nay rất là nhiều comment chơi rất là nhanh, bên em không thể nào gọi tên được các chị trong livestream ngày hôm nay. Các chị chỉ để cần, nếu mà yêu thích mẫu nào nhá, chỉ cần để đúng cú pháp cho em, đó là mã sản phẩm của em yêu cầu này, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Bên em một đội ngũ telesale sẽ tự động gọi cho các chị, tư vấn cho các chị là có mặc được hay không. Không mặc được bên em cũng không hề ép các chị lấy đâu, đúng không nào? Chỉ cần để thôi, bên em sẽ tư vấn, nếu các chị lấy bên em sẽ gửi hàng, cực kỳ là yêu đãi đúng không nào. Một tiếp theo quay lại mã hàng bên em đang mặc. Em đang mặc trên người một tông màu đen không hề giấu dáng, không hề kén độ tuổi, cực kỳ là đẹp luôn nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K35 này. Điểm nhấn logo ở trước ngực, logo ở ống tay này. Đấy, một cái điểm nhấn cực kỳ đẹp luôn đúng không nào? Phao là phao trần bông cao cấp từ hàng Quảng Châu nào. Hôm nay sale giá cho các chị chỉ còn 350k thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Cổ này là cổ không tháo được cho em này. Nhìn cái cổ cao ngất trời mây này đã biết là hàng cực kỳ là chuẩn rồi đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi tiếp tục K35 qua một tông màu đỏ này. Đấy, ngày hôm nay sale mức giá là 350.000, để đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng em là hàng đủ size, từ size M cho đến size 2XL, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. Rất nhiều các chị yêu đang hỏi cái sản phẩm mà hiện tại chị Dương đang mặc ở trên kênh đúng nào. Sản phẩm mà kênh đang mặc đây là một sản phẩm phao được thiết kế dáng rộng này. Đấy, dáng là rất là rộng này, thiết kế phần mũ lông mũ sắc này, và thiết kế phần dây ở túi rất là nghịch đúng nào. Ngày hôm nay sale mức giá là 399.000 trên sản phẩm phao mà canh đang mặc. Sale 399, mã là K21 nhá. K21 là mã sản phẩm canh mặc. Sale 399.000 để đúng cú pháp K21 kèm màu đỏ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên mức giá là 399.000 này. Đúng rồi nào, tiếp theo một tông màu cực kỳ sang chảnh tiếp theo này, đó là một tông màu xám rất là đẹp đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại. Em đã lên đầy đủ 7 tông màu cho các chị em rồi nha. Các chị đã chọn được cho mình một cái áo phao chưa nào?
nhanh tay chọn cho mình, bởi vì hôm nay giá cực kỳ là rẻ, mà cũng là cái đợt rét cực kỳ là mạnh từ giờ đến Tết này, rét đập cho em nên là nhanh tay chốt cho em. Em sẽ xin nhắc lại từng tông màu cho các chị em nha. Rồi bây giờ em xin phép này giới thiệu lại một lần nữa về K35, rồi sẽ xin phép giới thiệu từng tông màu của K35. K35 là một sản phẩm phao trần bông hàng Quảng Châu cao cấp này, được thiết kế ống bo tay này, đấy là một điểm nhấn đặc biệt. Điểm nhấn đặc biệt thứ hai là logo ở tay này và logo ở ngực, đúng không ạ? Rồi đó chính là điểm nhấn. Ngày hôm nay sale mức giá là 350.000. Để đúng cú pháp để lên đơn hàng là K35 kèm màu kèm số lạ trên cùng một dòng comment. Ngày hôm nay 7 tông màu của K35 và có đủ 4 size từ M cho đến 2XL, là từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em, đúng không ạ? Rồi K35 màu xám 350.000, K35 màu xanh rêu 350.000, K35 màu đỏ 350.000 này, K35 màu đen 350.000, K35 màu hồng phấn này, đấy 350.000, K35 màu trắng này 350.000 và K35 màu xanh ngọc này, đấy 350.000. Đầy đủ 7 tông màu của K35. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 các chị yêu nhá. Rồi còn chị yêu nào còn câu hỏi gì, còn thắc mắc gì, mình để tại live stream này giúp em này, để em trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu. Còn nếu không bây giờ thì Dương và Thùy Vân xin phép được kết thúc live stream ở đây. Đấy, nên chị yêu nào mình còn câu hỏi gì hay còn đơn hàng nào mình muốn lên thành công thì mình để tại live stream này nhanh giúp em này, để em chuẩn bị kết thúc live stream rồi được không ạ? Rồi bây giờ thì Dương và Thùy Vân xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu ở một buổi live stream khác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các chị yêu ở một buổi live stream gần nhất ạ. Xin chào và gặp lại.